Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến ạ. Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ chia sẻ với các bạn những cái chủ đề làm video short thu hút người xem. Đó, tại vì là sáng nay có một bạn có nhắn tin đến cho Yến như thế này. Bạn đó có nói là Yến ơi, mình muốn làm video short vì nó ngắn gọn và đơn giản. Và mình làm video short thì mình có thể là đăng lên được ba cái nền tảng, đó là YouTube, Facebook và TikTok. Nên là mình muốn làm, nhưng mà mình chưa biết nên làm những cái chủ đề gì cho nó phù hợp. Đó, và Yến có thể gợi ý cho mình được hay không? Thì sau khi đã gợi ý cho bạn đó rồi thì Yến nghĩ là Yến sẽ làm cái video này để chia sẻ cho các bạn. Vì có thể là có một số bạn cũng đang phân vân chưa biết nên làm cái chủ đề gì. Đó, thì bây giờ Yến sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Yến sẽ gợi ý cho các bạn những cái chủ đề mà các bạn làm video short. Cái chủ đề thứ nhất là các bạn có thể là review đồ ăn, làm ẩm thực. Đó, hoặc là cái địa điểm du lịch. Ví dụ là các bạn có cái năng khiếu nấu ăn, hoặc là các bạn hay ăn cái đồ ăn gì đó thì các bạn có thể review. Hoặc là các bạn hay đi du lịch thì các bạn có thể review những cái địa điểm du lịch mà các bạn đã đi qua. Đó, thì đó là cái chủ đề thứ nhất, các bạn làm cũng được. Cái chủ đề thứ hai nữa đó là các bạn có thể nhảy hoặc là hát. Ví dụ là các bạn có năng khiếu nhảy thì các bạn nhảy, làm video về nhảy, những cái động tác nhảy của các bạn. Đó, hoặc là các bạn có năng khiếu hát thì các bạn có thể làm những cái video các bạn hát một cái đoạn nào đó hay trong cái bài đó. Cái chủ đề thứ ba nữa các bạn có thể làm đó là các bạn có thể quay những cái video biến hình. Ví dụ là lúc đầu các bạn mặc bình thường, sau đó thì các bạn có thể làm mặc nó đẹp hơn, đó, biến hình từ xấu thành đẹp hoặc từ đẹp thành xấu. Thì cái chủ đề này nó cũng thu hút người xem rất là nhiều. Cái chủ đề thứ tư nữa là các bạn có thể làm video về đọc thơ này, đọc những câu châm ngôn đạo lý trong cuộc sống, hoặc là làm MC, đó. Thì MC đám cưới người ta hay đọc những cái bài thơ rất là hay đúng không? Thì đó cũng là cái nội dung đọc thơ, các bạn có thể làm về những cái video về đọc thơ. Nếu các bạn có năng khiếu về thơ ca thì các bạn làm cái nội dung đó cũng khá là hay. Cái chủ đề thứ năm nữa đó là các bạn có thể là biểu diễn thời trang. Ví dụ là các bạn có shop quần áo hoặc là các bạn hay mua sắm quần áo nhiều thì các bạn có thể là biểu diễn những cái thời trang, những cái bộ quần áo mà các bạn có. Đó cũng là một cái chủ đề mà thu hút rất là nhiều giới trẻ đang xem. Chủ đề thứ sáu nữa là các bạn có thể làm những cái video về chia sẻ kiến thức. Ví dụ là trong cuộc sống các bạn có những cái mẹo vặt nào đó hay thì các bạn có thể làm video, hoặc là chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình khi làm video short, làm YouTube như thế nào thì các bạn có thể làm những cái video ngắn cũng được. Tiếp theo chủ đề thứ bảy nữa đó là các bạn có thể là làm những cái video về kịch ngắn này, những cái câu chuyện ngắn trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Ví dụ như Yến làm cái Yến Tân An Vlog, Yến làm cái kênh đó là Yến diễn những cái đoạn video hài hước ngắn trong cuộc sống của mình. Đó, thì đó cũng là một cái chủ đề và các bạn có thể làm. Và thứ 8 nữa đó là các bạn có thể là diễn nhét những cái video trên TikTok. Có nghĩa là các bạn lướt trên TikTok và các bạn thấy cái đoạn nào hay, nó hài hước, nó hay thì các bạn có thể là diễn theo những cái lời đó. Thì nó có cái lời gốc rồi, các bạn có thể nhẩm miệng của mình theo những cái lời của video gốc đó rồi. Sau đó các bạn tải nó xuống và các bạn nhớ là không dính logo của TikTok. Tiếp theo là các bạn đăng lên YouTube thôi. Và chủ đề thứ 9 đó là ngoài 8 cái chủ đề Yến đã gợi ý phía trên thì các bạn có thể là sáng tạo những cái chủ đề mới nào đó hấp dẫn người xem. Nói chung là những cái chủ đề nào có giá trị lan tỏa đến người xem, hoặc là làm cho người xem người ta cảm nhận được một điều gì đó khi xem video của các bạn. Và các bạn lưu ý như thế này, khi các bạn đã làm những cái video theo chủ đề như thế thì tốt nhất là các bạn nên làm một cái kênh short riêng. Các bạn làm theo một chủ đề và nên xuyên suốt cái chủ đề đó từ đầu đến cuối thì nó sẽ dễ ăn đề xuất hơn. Và những cái chủ đề làm video short, nếu các bạn mới làm, các bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu như thế nào, các bạn có thể là lên TikTok và các bạn tham khảo những cái chủ đề mà các bạn muốn làm với những cái video mà người ta đã làm rồi. Đó, các bạn tham khảo những cái video ở trên TikTok, sau đó thì các bạn làm. Thì đó là cũng là một cái cách tham khảo khá là hay. Thì đó là cái chia sẻ của Yến. Và ở cái video sau thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo video nhép theo TikTok để các bạn đăng lên YouTube kiếm tiền từ quý shop như thế nào. Đó rồi, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.